đây xuống một ôm nữa. Có lý cái này, có lý nữa đó. Đừng quên như bãi rác. Né dữ lắm á. Anh bán hết về anh cắt xuống nữa. Nhánh nó đẹp đó. Anh cho em chụp hình cái anh. Chụp hình vô. Ôi, quá đẹp luôn. Rồi. Nó đẹp á. Đâu? Nào, nhánh nào bằng bằng nhánh hồi nãy không? Có nhánh nào bằng nhánh đầu nãy. Không. Nhánh này nó không bằng rồi. Được rồi. Bằng nhánh nãy không? Ở nó giờ 400 500 nó mua đó. Này có nguyên cây á. Quay giờ hết đèn đủ sáng đâu thấy người đẹp anh Vũ.
Thôi kệ. Chừng đạp mai sao bà? Tại bà con coi đỡ, tại máy mình không có phát sáng. Cái này cũng đẹp, nào mua ghép vô không? Hả? Cái này cũng đẹp, nào ghép mua. Không, mua nhánh này phải tặng nhánh đơn, ghép vô mới đẹp. Hai cái này cái kẹp hai nhánh nó vô mới đẹp. Ghép vô, tặng vô, ghép vô mới đẹp. Ghép vô thằng kia mai luôn. Đây đi, ghép vô thử coi. Đã không? Giá ngày mai đã không? Có giá ngày mai cực kỳ không? Cái này tôi cũng vô mua để mà anh Vũ cũng chỉ nữa nè. Này anh Vũ cho biết mở không? Đó. Mình thứ bảy. Đó. Rồi chúc mừng năm mới ha. Chúc mừng năm mới anh. Ăn Tết vui vẻ. Lên nữa. Cắt lên nữa. Rồi vô ngay ánh đèn sáng lên đẹp coi. Quá chừng đẹp luôn. Đem theo đèn lụa mai luôn, giữ luôn. Tối giờ tôi giữ không hai, quen chi hai lên hồi đó không, nhìn cho đẹp chưa không á. Này nó có cây này chi nhiêu? Không đầu nữa. Nha, cái gì cho nhiều đi. Cắt ra giùm luôn hả chị? Cắt đâu rồi, kéo đưa đi mở cắt ra. Để cái ghế bố nằm ngay đó luôn á. Dạ hết.
Này gì mới cắt lên hả gì? Dạ. Gì đem lại chỗ ánh đèn, nhờ ánh đèn sáng sáng cho bà con thấy mua cho gì? Có. Mình xin kết thúc cái video này. Mình cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình. Còn mấy ba nữa rồi, còn cái cây đó. Thôi cắt cái cây thôi. Bây giờ đi về đi kiếm cái cây nào mà mấy chục năm á. Cái cây đó nó về bốn mươi tấn. Phải về con lợ dẫu ơi. Dạ. Vô. Từ từ để nó gãi không? Từ từ để nó gãi. Rồi. Quá đẹp luôn. Rồi. Cực kỳ đẹp đó anh. Nhánh này đẹp à. Cầm đưa lên coi. Đó. Đẹp đó bà con ơi. Đâu có búp có nở, nay với mơi là vừa rồi. Tàn đẹp. Búp có bông nó đẹp. Cái này búp cái này tàn. Vậy được rồi.
luôn. Chạy đến chỗ qua cầm lại, qua cầm lại. Đưa đến nhỏ đây. Đó chị. Ở trên chấp vô. Trời ơi, lại tìm kia. Trời ơi, quá đẹp luôn á, cái đó nhìn vô, trời ơi, cực kỳ luôn. Đó. Còn nhớ lại nhiêu? Nhớ lại nhiêu? Rồi, em chụp không? Dạ. Cái này bức không có nở cái nẹo đâu. Rồi, quá đẹp anh Tiến ơi. Rồi, về luôn. Rồi. Rồi, ăn Tết vui vẻ anh. Rồi, vui vẻ. Cầm cầm cái này nè, tèo tèo. Cái này nè, cầm cầm cái cây này lên. Cái đó tèo. Bà con ơi, mới chặt mai lên hả chú Tư? Dạ. Dạ không? Này cắt nguyên cây luôn hả chú? Ở nhà còn nữa không chị? Dạ. Thank you.
lựa được nhánh mai như ý luôn ha, quá chừng nụ luôn. Mà biết nó bung không anh hiểu hả? Bung không? Bung chứ, có búp rồi đó. Tại vì không bung có búp bự đó. Quá đẹp nhánh mai luôn. Nhánh này cũng đẹp đó nè, quá chừng bông luôn. Bye-bye.